Vài ngày gần đây, Công an thị trấn Lâm Thành, huyện Trường Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa nhận cung cấp tin từ gia đình anh Thiên rằng số tiền bảo hiểm ăn tiền chữa bệnh tổng cộng 9.500 khoảng hơn 30 triệu đồng của bố anh nhận sau khoảng thời gian ông mới qua đời đang không cánh mà bay. Anh Thiên cho biết, phía bảo hiểm thông báo cho anh đã gửi toàn cục số tiền 9.500 của bố anh đô tài khoản ngân hàng, mặc dù thế sau khoảng thời gian chết thì bắt gặp chỉ từ lại anh đi thể trong tài khoản. Lần theo thông báo mà Tiểu Thiên cung cấp, lực lượng công an đã theo dõi anh bắt gặp, trong thời điểm tháng 8 vừa qua số tài khoản này đã nhiều lần tiến hành đơn hàng chuyển khoản, mỗi lần từ 200 đến 500, tổng cộng vừa đúng số tiền 9.500. Toàn bộ số tiền đơn hàng thông qua số điện thoại thông minh cố định và thắt chặt anh chuyển đến tài khoản WeChat của đối tượng người dùng tên Lý Lập. Sau khi nắm bắt thông báo, khoảng trưa ngày 19 tháng 9, lực lượng công dụng đã bắt giữ thắng lợi đối tượng người dùng ngay chính tận nhà của hắn. Đối tượng mang đến thực nghiệm hiện trường. Được biết, Lý Lập 21 tuổi, vừa tốt nghiệp không muốn đi làm lại không có bất cứ một nguồn thu kinh tế tài chính nào. Sau một hồi suy đi tính lại, hắn ta ra quyết định đến Nghĩa Trang để tìm kiếm may mắn. Khoảng thời điểm giữa tháng 8, đối tượng người dùng bắt đầu một mình giữa đêm lang thang khắp các phần mộ trong thôn của thị trấn, lật từng nắp một lên rồi trộm tiền xu rải trong đó. Mỗi tối hắn trộm khoảng 3-4 phần mộ, kiếm từ 30-80 khoảng 100, 0-300, 0 đồng. Cho tới thời điểm hiện tại, đối tượng người dùng đã trộm qua khoảng bên trên 20 phần mộ. Hôm đó, khi lật đổ mộ của bố nạn nhân, hắn ta bắt gặp một chiếc smartphone bên trong. Sau khi trộm về nhà, sạc đầy pin, hắn ta bắt gặp số điện thoại thông minh này dùng để làm đơn hàng với cùng một thẻ ngân hàng. Hắn thử nhiều lần sau cùng cũng phá mật khẩu WeChat, rồi thử nạp 1.000 từ thẻ ngân hàng đó anh đô tài khoản WeChat bên trên điện thoại thông minh, không ngờ nạp tiền thắng lợi. Hắn ta rất chi là phấn khích, lập tức lôi điện thoại thông minh của chính mình ra kết bạn với số tài khoản WeChat này, sau đó đem trả lại điện thoại thông minh về tổ cũ. Cứ mỗi lần dùng hết tiền vừa chuyển sang, hắn lại quay lại phần mộ lôi điện thoại thông minh ra chuyển tiếp tiền về tài khoản của chính mình, đến khi chỉ tự anh đi thể mới dừng lại anh để chiếc smartphone về lại mộ người đã chết. Hiện đối tượng người dùng đã biết thành cảnh sát huyện Trường Sinh giam giữ vì tội trộm cắp, vụ án vẫn đang trong công việc giải quyết và xử lý điều tra. Theo chị Nà Nè.